Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu bật tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non. Tiếp đó, Luật Giáo dục năm 2019 và Nghị định số 71 ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2020, Chính phủ cũng đề ra mục tiêu đến hết năm 2025, ít nhất 60% số giáo viên mầm non đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019, tức là tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Sau quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành giáo dục đào tạo, đến nay Thanh Hóa đã vượt chỉ tiêu về tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn của Nghị định 71, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc học này. Mầm non là bậc học rất quan trọng, là bậc học đầu tiên mà trẻ em được tiếp cận với môi trường giáo dục. Do đó, giáo viên mầm non có vai trò đặc biệt trong hệ thống giáo dục đào tạo, góp phần hình thành nhận thức đầu đời trong trẻ, có ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ quá trình học tập dài lâu sau này. Song thực tế, trong nhiều năm, việc nâng cao trình độ giáo viên bậc học mầm non chưa thực sự được quan tâm như các bậc học khác. Nhiều giáo viên không đạt chuẩn về trình độ, chậm thay đổi tư duy dạy học, khó đáp ứng được những yêu cầu đổi mới ngày càng khắt khe của ngành giáo dục. Trước tình hình đó, Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đã đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, chú trọng kết hợp chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát triển thể lực và hình thành nhân cách. Muốn làm được điều đó, Nghị quyết xác định giải pháp xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Luật Giáo dục năm 2019 quy định cụ thể trình độ đào tạo chuẩn của giáo viên ở bậc học mầm non là tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Ngay sau đó, Nghị định 71 được ban hành chỉ rõ, đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn là giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, còn đủ 7 năm công tác, 84 tháng đến tuổi được nghỉ hưu. Nghị định cũng quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2030, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 7 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2025. Ít nhất 60% số giáo viên mầm non đã được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Giai đoạn 2 thực hiện đối với số giáo viên còn lại để 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu giữa các địa phương với cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở kế hoạch thực hiện hàng năm của các địa phương. Thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các quy định pháp luật về chuẩn đào tạo giáo viên mầm non, chỉ đạo của tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình chuẩn hóa giáo viên mầm non. Ngành giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, tạo điều kiện thời gian, sắp xếp lịch giảng dạy phù hợp để giáo viên trong diện chưa đạt chuẩn được tham gia học lên cao đẳng, đại học. Các cơ sở giáo dục mầm non đưa nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng sống, kỹ năng sư phạm hiện đại vào trong nhà trường, tổ chức dự giờ học chuyên đề, tham quan mô hình điển hình, đồng thời tạo môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, cải thiện chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển hơn 8.000 giáo viên mầm non vào biên chế từ những năm trước đã tạo động lực quan trọng giúp giáo viên mầm non yên tâm công tác và phấn đấu học tập, chuẩn hóa về đào tạo và không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ. Nhờ đó, sau 3 năm thực hiện Nghị định 71, chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng các quy định về chuẩn hóa giáo dục. Huyện Hoàng Hóa hiện có hơn 9.000 giáo viên đang giảng dạy tại 43 cơ sở giáo dục. Hiện nay, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của huyện đã đạt 97%, 3% giáo viên chưa đạt chuẩn đều đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học hoặc trong diện chờ lấy bằng tốt nghiệp. Giáo viên là chưa đạt cái trình độ chuẩn, thì trong số đó thì đa phần là giáo viên đã quá cái tuổi mà đi đào tạo để nâng cao trình độ, cho nên là chúng tôi, nhưng mà họ vẫn là những người mà có cái khả năng hoàn thành chuyên môn rất là tốt,
Cho nên là theo cái hướng dẫn tại thông tư 24 thì chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng và bố trí công việc. Chỉ trừ những cái trường hợp đặc biệt là về sức khỏe thì chúng tôi mới bố trí sang cái lĩnh vực, cái công việc khác. Không chỉ các trường mầm non khu vực đồng bằng mà ở các huyện miền núi, công tác chuẩn hóa nâng cao trình độ giáo viên mầm non cũng được đảng bộ, chính quyền, ngành giáo dục quan tâm. Trường mầm non Cẩm Phong, thị trấn Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy là một trong những đơn vị thuộc địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn. Song trong những năm qua, chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng được nâng cao. Trước năm 2020, nhà trường có gần 20% giáo viên chưa đạt chuẩn. Hiện tại, 100% giáo viên nhà trường đã đạt chuẩn và trên chuẩn, có trình độ từ cao đẳng trở lên. Các đồng chí cán bộ giáo viên rất là chăn trở và cũng muốn để tăng thêm trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy các đồng chí cũng đã có những đề xuất, đề nghị với ban giám hiệu nhà trường để cho được đi học lớp chuyên sâu, nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo lên lãnh đạo phòng giáo dục và đã tạo điều kiện cho 4 đồng chí được đi học. Toàn huyện Cẩm Thủy có 511 giáo viên ở bậc học mầm non. Nếu như năm 2011, huyện vẫn còn hơn 50% giáo viên mầm non có trình độ trung cấp, thì hiện tại, số cán bộ giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng đại học đã chiếm tỷ lệ 95,9%. Sau khi cái luật giáo dục năm 2019 ra đời thì cái việc chuẩn hóa đội ngũ đã được rà soát và có những cái chủ trương liên kết đào tạo và phối hợp rất chặt chẽ. Do vậy thì cơ bản về cái việc rà soát chuẩn hóa đội ngũ đối với Cẩm Thủy đã được hoàn thành và sẽ hoàn thành trong năm 2024. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi xác định thì cái nhiệm vụ nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ luôn vẫn là vấn đề hết sức quan trọng để làm sao đó đáp ứng được cái trình độ đội ngũ trong cái thời đại công nghệ số 4.0. Ngay khi Nghị định 71 được ban hành, Trường Mầm non Điển Lư, huyện Bá Thước đã tổ chức rà soát giáo viên chưa đạt chuẩn, phân công lịch giảng dạy phù hợp để các giáo viên có điều kiện theo học các lớp đại học, cao đẳng sư phạm. Hiện nay, trong số 38 giáo viên của nhà trường, 37 người đã đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên chưa đạt chuẩn duy nhất nằm trong diện chuẩn bị nghỉ hưu. Sau khi mà có cái quy định về chuẩn hóa cán bộ giáo viên của mầm non thì nhà trường cũng đã nỗ lực cố gắng tạo mọi điều kiện để cho những giáo viên mà chưa đạt chuẩn để đi theo những cái lớp học tại các cái trường đại học như Đại học Hồng Đức, Đại học Vinh mở. Và nhà trường đã cố gắng bố trí sắp xếp cán bộ giáo viên để dạy thay cho các cô và vẫn đảm bảo số tiết, số giờ, đảm bảo về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu tại nhà trường. Là một trong 6 huyện đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 30A của tỉnh Thanh Hóa, thế nhưng đến nay, tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn ở huyện Bá Thước đã đạt 89,2%. Số giáo viên chưa đạt chuẩn đa phần đều đang trong quá trình học lên cao đẳng, đại học, trừ một số tuổi đã cao, sắp nghỉ hưu. Không chỉ nâng cao trình độ nghiệp vụ, các giáo viên còn nỗ lực sáng tạo trong công tác giảng dạy, yêu trường mến trẻ, biến trường học thành mái nhà yêu thương của mỗi học sinh. Trình độ giáo viên được nâng lên 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong đó có 85,7% giáo viên của nhà trường đạt trình độ trên chuẩn thì nó sẽ có tác động rất lớn đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục tại trường mầm non Điền Trung, như là về chất lượng của các hoạt động đối với nhà trường được nâng lên rõ rệt. Để đạt được kết quả như thế thì bên cạnh cái sự sắp xếp của các trường rồi ngành tạo điều kiện phù hợp để cho cán bộ giáo viên có điều kiện tham gia học tập để nâng cao trình độ đạt chuẩn. Song song với đó là cũng phải kể đến cái sự nỗ lực của cán bộ giáo viên ở các trường sắp xếp thời gian gia đình công việc phù hợp để học tập và đã đạt được kết quả như ngày hôm nay. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có khoảng 14.900 giáo viên mầm non, trong đó có tới 95% đạt chuẩn và trên chuẩn, vượt 35,7% so với chỉ tiêu đặt ra đến hết năm 2025. Theo Quy định 71 của Chính phủ, dự kiến đến năm 2028, 100% giáo viên mầm non trên địa bàn Thanh Hóa sẽ đạt chuẩn và trên chuẩn, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ. Những kết quả đạt được trong chuẩn hóa đội ngũ giáo viên sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục đào tạo tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.